Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, sáng nay, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên sóng phát thanh truyền hình. Các tham luận tại buổi tọa đàm xoay quanh về phương pháp sản xuất một tác phẩm báo chí có chất lượng trên sóng phát thanh truyền hình trong điều kiện thực tế cho phép, cách thể hiện tác phẩm sao cho hấp dẫn, thu hút khán thính giả. Đồng thời, trước bối cảnh số hóa như hiện nay, để cạnh tranh với xu hướng truyền thông trên mạng xã hội, các nền tảng điện tử thì cần đầu tư một số trang thiết bị phù hợp đối với một số chương trình theo xu thế truyền hình thực tế, tạo điểm nhấn trong tác phẩm báo chí. Các ý kiến cũng thống nhất vấn đề nâng cao chất lượng chương trình là việc làm thường xuyên, trong đó mỗi phóng viên, biên tập viên luôn là nhân tố quan trọng trong việc chọn cách thể hiện phù hợp, cải tiến nội dung và hình thức thể hiện là khâu then chốt. Việc chú ý đến khâu đào tạo nâng cao tay nghề của quay phim, kỹ thuật viên ở khâu hậu kỳ cũng góp phần không nhỏ trong sự thành công của một tác phẩm báo chí trên sóng phát thanh truyền hình. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có hai kênh truyền hình là Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2 với thời lượng phát sóng 24 giờ trên một kênh một ngày cùng hai kênh phát thanh AM, FM. Để nâng cao chất lượng trên sóng phát thanh truyền hình, đài hiện đang triển khai dự án đầu tư trang thiết bị tiền kỳ để sản xuất chương trình mới, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng của xã hội, tiếp tục mở rộng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng theo hướng đa phương tiện, phủ sóng trên quy mô cả nước.